Thế là một năm học nữa lại kết thúc, hè lại đến, cây phượng với những bông hoa rơi rụng đỏ rực ở một góc sân trường. Chắc hẳn những người chúng ta đều có những cảm xúc riêng, người thì bồi hồi, cảm động, và đó cũng chính là cảm xúc chung của chúng mình. Chúng ta lại nhớ lại những người thầy cô đã chăm sóc và dạy dỗ cho chúng ta trong một năm qua. Quỳnh Như và các bạn sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô đã giảng dạy chúng ta trong những năm học qua. Cảm ơn các cô.